về tương lai của đất nước, về tương lai của dân tộc và cái sự theo dõi cũng như lắng nghe quý vị và đóng góp quý vị là những cái mà chúng tôi luôn luôn trân quý. Tôi thiết nghĩ anh em cơ sở Việt Tân ở Nam Cali cũng như tất cả anh em cơ sở Việt Tân trên toàn thế giới mong muốn là khi chúng ta đi đến đích, chúng ta giải phóng được đất nước, đem lại tự do dân chủ cho nước của mình, cho dân của mình, thì chúng ta những người ngồi đây sẽ đi cùng với nhau đi về cái đích đó, và chúng ta sẽ gặp nhau ở cái đích đó. Xin cảm ơn quý vị.